hỏi. Khi con bị người mắng thì có lẽ là do hai nguyên nhân. Một là tại kiếp trước con đã mắng người, cho nên kiếp này bị người ta mắng lại. Hai là người đó đang gieo nhân ác, vậy con nên nghĩ như thế nào mới đúng? Đáp: thì con cứ nghĩ đó là tự mình đang chịu quả báo là được rồi, đừng nghĩ là người đó đang trồng nhân ác. Nếu con có ý nghĩ như thế, tức là nhân ác của con cũng lớn thêm lên. Dù cho người đó thật có trồng nhân ác đi nữa, con cũng không nên nghĩ như vậy. Nếu không thì tự con cũng có nhân ác rồi, cho nên đó cũng không phải là phương pháp tốt. Vì vậy nếu không nghĩ ngợi chi thì sẽ không có vấn đề gì. Hỏi: sư phụ, ngài mệt rồi phải không? Đáp: mệt chết thì thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.